Với nỗ lực đánh thức tiềm năng du lịch Hồ Ba Bể, đầu tháng 11, Đảng bộ và chính quyền huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Cạn đã mạnh dạn đưa vào thử nghiệm một số bộ môn thể thao mang tính trải nghiệm mới mẻ và đã thu hút được rất nhiều du khách đến với quần thể du lịch Hồ Ba Bể. Vào những ngày này, trong cái xe lạnh cuối thu, khi sương còn chưa kịp tan, từng tốp người đã đạp xe lần lên đỉnh Đồn Đèn thuộc xã Khang Ninh của huyện Ba Bể, nơi có độ cao đến cả 1000 mét để săn mây. Tại khu vực Đồn Đèn, hơn 8 giờ sáng, tuy trời đã xanh trong, nhưng dưới lưng chừng dãy phía bước hùng vĩ, mây vẫn như những dải voan trắng, mềm mại, ôm lấy từng ngọn núi. Phía dưới khu vực Hồ Ba Bể, những chiếc thuyền kayak lúc này cũng sẽ lần lượt rẽ sóng lướt đi trong tiếng reo hò cổ vũ của du khách thập phương. Khi mặt trời gần chạm đỉnh Đồn Đèn cũng là thời điểm lý tưởng cho những người đam mê bộ môn dù lượn thực hiện những chuyến bay của mình. Tôi đã dậy rất sớm để lên đỉnh Đồn Đèn săn mây và chụp cho mình những bức ảnh đẹp nhất. Tôi cũng đã đi săn mây và đi du lịch ở một số nơi như Hà Giang và Đà Lạt. Nhưng mà đến với Ba Bể và Đồn Đèn thì tôi có một cái cảm giác rất là khác biệt. Lần đầu tiên mình được xem trực tiếp dù lượn. Thông qua hoạt động này mình cũng thích là nếu như có điều kiện thì tổ chức cái hoạt động như thế thường xuyên hơn để thu hút đông đảo nhân dân lên tham quan. Và nếu có thể thì cái số lượng dù lượn sẽ cần phải nhiều hơn và cái thời gian nó bay thì sẽ lâu hơn thì sẽ thu hút được nhiều người xem hơn. Chúng tôi đã kết hợp với công ty dù bay ở Hà Nội để thực hiện những cái chương trình dù lượn ở trên Ba Bể. Thực tế thì đã từ trong Covid năm 2020-21 chúng tôi đã khảo sát và xác định được Ba Bể là một trong nơi tiềm năng có thể bay dù lượn được và có những cái địa hình rất tốt và rất đẹp có thể đưa vào thi đấu cũng như là trình diễn. Thì trong sự kiện đợt này thì công ty dù bay đã phối hợp với huyện Ba Bể để tổ chức sự kiện lần đầu tiên tại Ba Bể và rất kỳ vọng trong thời gian tới môn dù lượn sẽ là thành môn thể thao phổ biến trên địa bàn huyện Ba Bể cũng như tỉnh Bắc Cạn. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 12 đã xác định phát triển du lịch tỉnh Bắc Cạn từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Với cái định hướng phát triển như vậy thì Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Cạn đã ban hành nghị quyết về phát triển du lịch tỉnh Bắc Cạn đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 với những cái quan điểm đặc biệt là các cái giải pháp để phát triển du lịch, trong đó lấy du lịch Hồ Ba Bể làm trung tâm để phát triển du lịch tỉnh Bắc Cạn. Với những trải nghiệm mới mẻ thông qua truyền thông, báo chí, các trang mạng xã hội, du lịch Ba Bể được du khách trong và ngoài nước biết đến nhiều hơn. Cũng đồng thời hứa hẹn sự vươn mình của ngành kinh tế được xác định là mũi nhọn của tỉnh Bắc Cạn trong thời gian tới.